Tính đến năm 2020, sau khi trải qua 8 năm thăng trầm kể từ lúc thành lập, BBT đã vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình với hàng loạt danh hiệu cao quý đạt được trong nước lẫn nước ngoài, như giải thương hiệu vàng, top 2-3 năm liên tiếp là nhà phân phối quốc tế Lazada. We are happy to be partnered with Dui and BBT Trading and Fold. Top 1 Asia. Và nhiều giải thưởng danh giá khác. Hiện tại, BBT phát triển chiến lược độc quyền 5 hãng thực phẩm bổ sung lớn từ Mỹ, bao gồm Lazada, RSP, Nutrec, Evoken, và San Nutrition. Để mở rộng hơn nữa, BBT sẽ phân phối độc quyền ít nhất 3 thương hiệu lớn tiếp theo trong năm và sẽ sớm sở hữu một thương hiệu đẳng cấp của riêng mình, thương hiệu súp THOL. Cái này là meal protein isolate, một cái thành phần rất là quan trọng trong muscle mass gainer và trong lean body. Với chiến lược rõ ràng và phát triển nghiêm túc, thực tiễn mà BBT đã đạt doanh thu tăng đều qua mỗi năm, tự hào giải quyết tốt lao động địa phương và đóng góp lớn cho việc phát triển chung của Việt Nam, giúp cho bao thế hệ xã hội có nhận thức đúng đắn hơn về gym và sức khỏe. Học của bạn thì anh khuyên bạn đừng có nên tập nặng vội. Tập nặng nó rất có một cái rủi ro, đầu bạn là chấn thương. Chúng ta phải xác định được cái nhịp tim của mình nó là bao nhiêu. BBT tạo dựng nhiều xu hướng lối sống hiện đại đáng phải kể đến như gym phục vụ cuộc sống. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp mà giờ đây như kim chỉ nam cho nhiều thanh niên noi theo và học tập. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.